nó giết rất dã man, nó đập đầu, và sau đó hiện nay mình thấy sọ còn rất nhiều và sắp thành cái sơ đồ của đất nước Campuchia. Hay mình thấy con đường quẹo tay phải đây đó là về quốc lộ 2 về biên giới, gọi là biên giới Trà Keo. Dạ, đó quốc lộ 2 đường này. Dạ, đây gọi là Chê Thôm á, người Campuchia gọi là biên giới tỉnh Long An á, An Giang á, dạ, An Giang với Long An, tỉnh An Giang. Cái đường này là quốc lộ 2, nó chạy thẳng quốc lộ 2. Bây giờ mình chạy vô đây là mình chạy vô Phnom Penh đi. Mình cũng còn vài cây số mình tới Phnom Penh rồi. Thì khu vực là nơi này người đó là cánh đồng chết. Dạ. Nên thấy cánh đồng chết này á, nó đào một cái ao rất là dài, bề ngang khoảng khoảng 5 m, bề dài khoảng 20 m. Xong rồi nó đắt bắt người được bít mắt bắt đầu đập đầu bỏ vô, đập đầu bỏ vô, không thua gì mà đập đầu cá lóc. Và nó đập nó rất là dã man, nó tượng trưng con người mình giống như là loài vật, nó tượng trưng con người mình giống một con cá vậy. Nó đập rất là dã man, nó không biết đó là đau đớn gì hết, đập giết đập giết. Hiện nay cũng còn vài người mà khi đập xuống cái hồ, cái hồ nó cái ao nó nhét vậy nè, đập xuống rồi còn mấy vài người đập lấp đất đưa mà còn ngáp á. Khi mà giải phóng lên đó là người, còn lại ba người sống còn lại hiện nay đang vô trong cái làm một cái chứng trong cái tòa của tòa gọi là nhà tòa, mà nói chung là tòa của người quốc tế Campuchia họp nhau lại tòa án con lai đó đang xử. Nhưng mà cái vụ án Pol Pot này gia đình thấy là xử không bao giờ xong. Lý do cũng có nhiều cái vấn đề mà quan hệ dính líu một số nước láng giềng, nên hiện nay tòa án này xử khi mà ông này chết hết rồi đó là xử xong. Chỉ nên thấy khi mà lập lên một cái tòa án con lai này còn tới 7 nhân vật chính còn sống lại, nhưng mà hiện nay thì gia đình thấy chỉ còn 3 nhân vật thôi. Nên thấy là kể cả ông Vương Norom Sihanouk, ông còn người cũng có quan hệ dính líu cái vụ Khmer Đỏ này. Nên thấy trước năm 1975 cái đồ ông Vua Norom Sihanouk, và đến 75 thì gia đình 70 thì cái độ mà được lật đổ từ cái vua Norom Sihanouk này về cái London này, và ông vua Norom Sihanouk này ông mới lưu vong ra nước ngoài, thì sau đó được ông mới thành lập Khmer Đỏ này để chống lại cái London này. Nhưng mà không ngờ Khmer Đỏ lại bị ông vua Norom Sihanouk là gạt ông vua Norom Sihanouk luôn, và sau đó bắt con dòng họ của vua Norom đã giết hết 6 người, và ông vua Norom đã ra lưu vong ra nước ngoài. Gia đình thấy rất là và sống đến năm 1991 thì gia đình thấy sau khi năm 1975 khi bộ đội Việt Nam giải phóng năm 1979 trong cái chế độ Pol Pot, thì ông vua Norom Sihanouk là một vị vua mà người dân rất là tín ngưỡng và rất là tôn thờ, nhưng mà ông được sống lưu vong nước ngoài. Nên thấy sau khi ông vua Norom Sihanouk ông được Liên Hiệp Quốc đề nghị cho chính phủ Campuchia phải đưa ông vua trở về, trong thời gian là năm 90 đến 9 đến 79 là ông vua Norom Sihanouk ông sống trong một cái cung điện hoàng gia tại Trung Quốc, và được đưa những quân đội của vua Norom lên rất chống lại chế độ của vua của thủ tướng Hun Sen. Thì mình thấy là trong đó có ba phe là vua Norom Ranjit và ông Sơn San và ông Pol Pot ở trong rừng biên giới Thái Lan và chống lại bộ đội Việt Nam, và là nói chung là chiến tranh với bộ đội Việt Nam để giết nhau. Thì mình thấy đến năm 1991 ngày 23 tháng 10 được sự thỏa thuận của Liên Hiệp Quốc và được mời ba phái đã họp tại Paris và được thỏa thuận và được bầu cử vào năm 1991 đến 93. Thì nhờ Liên Hiệp Quốc can thiệp và nhờ Liên Hiệp Quốc giúp đỡ cho Campuchia thì có một cuộc bầu cử đầu tiên nhất là do UN PAC vào đây hỗ trợ. Thì trong đó có rất là nhiều nước trên thế giới để đứng đầu và giúp cho Campuchia. Thì lúc đó có Nhật Bản cũng là một người mà được gọi là trưởng trưởng gọi là trưởng Liên Hiệp Quốc đó đứng đây để mà giúp cho Campuchia. Thì lần sau khi bầu cử xong thì mới ông vua nó đó xe nước ổng quay ngược trở về đất nước Campuchia để đứng lên làm vua một lần nữa, là từ năm 1993. Thì lần thấy trong chế độ Pol Pot rất là rai ro phức tạp, hiện nay cũng vẫn chưa dạch mặt rõ những kẻ mà đứng bên ngoài, có nghĩa là chưa dạch mặt rõ, chỉ là hiện nay là cái vụ án này thì để kéo dài, khi nào mấy ông này chết hết thì vụ án này mới xong. Đó là những Pol Pot. Thì gia đình thấy cái chế độ Pol Pot vậy. Thì hiện nay thì một số người đến năm 1979 mà tháng Giêng là ngồi lại xem truyền hình và chiếu lại một bộ phim gọi là bộ phim của ông cái bộ phim ra gì à, Pol Pot đó. Gia đình thấy cái bộ phim này nó trực tiếp chiếu, mà ông tên này ông Bình, ông là người biết nhiều nhất về cái chế độ Pol Pot này. Mà ông Bình này sau khi mà được đưa cái bộ phim này ra thì ông Bình này là người biết nhiều nhất về vụ Pol Pot. Thì nên thấy ông Bình này cũng được ám sát chết tại Mỹ rồi, và ông mà đứng về bộ phim đó là anh chị thấy được bị ám sát luôn.
Có nghĩa là người ta không muốn cho những người nào biết thực sự trong cái chế độ 44 này biết hết. Vậy là hiện nay thì ông Đức đã xử được đâu gọi là vụ án 001 và 37 năm tù và xử trung thân. Bây giờ còn bà Kiên Thi Rích thì bà hiện nay bà bị lẫn rồi. Thì Đình thấy ông Bôn Bốt và Yên Sơ Ri là anh chị em, là anh em cột trèo. Có nghĩa là vợ ông Bôn Bốt và vợ Yên Sơ Ri là chị em ruột. Ông hai ông này. Dạ. Nên thấy là hiện nay có một số người khi quay về đất nước Phnom Penh giống như những gia đình của bác sang sao thì chắc có lẽ nhớ lại những kỷ niệm xưa của đất nước Phnom Penh. Thì gia đình thấy là sau khi mà thời gian mà từ năm 1975 đến năm 1979 là thủ Phnom Penh vắng như là ma. Có nghĩa là mỗi khu vực nhà nó thông báo đóng cửa ra đi hết, có nghĩa là đi hết, chỉ có một bộ đồ thôi, cứ đi, nhà đi.